Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast Tám với Tâm. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast này với hàng ngàn cái podcast ngoài kia. Lý do vì sao Tâm làm cái series podcast này tại vì là Tâm muốn có cơ hội chia sẻ gần gũi hơn với các bạn nè, về những cái chủ đề mà nó sẽ hơi deep một chút xíu. Và Tâm sẽ có những cái những bạn khách mời đến để cùng chia sẻ với Tâm về cái quan điểm của bạn về cái chủ đề của cái tập ngày hôm đó. Và Tâm nghĩ là bất cứ cái gì cũng vậy, khi mà mình nghe được một cái ý kiến của một người khác thì mình cũng sẽ hiểu được cái góc nhìn của họ như thế nào. Mình sẽ có một cái góc nhìn khác và từ đó thì mình cũng sẽ có một cái sự thấu hiểu hơn dành cho một cái vấn đề gì đó mà mình quan tâm đến. Thì chủ đề đầu tiên Tâm nghĩ là không thể nào có một cái chủ đề nào khác mà phù hợp hơn đối với Tâm hiện tại trong cái lúc này, đó chính là về chủ đề yêu bản thân. Và một lần nữa cũng không thể nào mà có ai khác phù hợp hơn khách mời ngày hôm nay, đó chính là Á hậu Mai Ngô ạ. It's my con. Ngô Thị Quỳnh Mai, Miss Ren, thành phố Hồ Chí Minh. Em có biết là ước mơ cuộc đời chị được đọc những câu đó không? Chị nói thiệt, kiểu khao khát cuộc đời chị luôn là được đi hậu. Thì chị cứ đi thi thôi. Đi thi mà ví dụ mà mới vừa đăng ký cái phiếu thi mà xong rồi người ta không cho vào thì cũng không làm ăn được gì. Chị với em đã biết nhau lâu dữ lắm rồi, chắc phải cả 20 năm chưa? Chưa chị ơi, mới có 12 năm thôi. Rất là lâu rồi ha. Có khoảng thời gian là mình không gặp nhau nhiều, tại vì chắc là em bận, em hot quá. Sao mà gặp được, đúng không? Em quá hot ở trên, em rất là viral ở trên mạng. Nhưng mà chị cũng biết được là trong những cái lúc viral đó của em thì em cũng bị nhận lại cũng rất là nhiều cái điều tiêu cực, đúng không? Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái liên quan tới ngoại hình. Thì từ trước đến giờ cái nào mà em cảm thấy là nặng nề nhất đối với em đã làm nghề chắc cũng phải cả 10 năm rồi chứ hả? 12 năm. 12 năm. 12 năm. Thì em nghĩ rằng là cái mà nặng nề nhất đó là về cái ngoại hình của mình. Khi mà mình có một cái ngoại hình nó không có giống người khác á. Ví dụ như em theo đuổi một cái cá tính mạnh mẽ, một cái ngoại hình mạnh mẽ, em thích làn da nâu, nhưng mà Việt Nam thì lại thích da trắng, và những cái người gọi là cá tính nó hơi bánh bèo một xíu á. Thì khi mà mình quá là mạnh mẽ đi, hoặc là mình quá là khác biệt á, thì họ tự nhiên lại có một cái cảm giác không có thích mình lắm. Đúng rồi. Thì đó là cái khó khăn nhất mà em từng phải làm nghề. Tại vì điển hình nha, điển hình là cuộc thi Miss and Play. Thì em là một thí sinh rất là nổi trội. Và cái thời điểm đó 2011 thì em nói chung là cố gắng rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn không được. Sao nữa ạ? 12 năm trước em đi thi Miss and Play á, thì rất là cố gắng. Cái hành trình em ai cũng thấy được á. Nhưng mà sao? Tại vì da mình không trắng, không có đúng tiêu chí nhãn hàng. Và nó còn là ở số đông nữa, nên là tại vì có vẻ như là mọi người ở đây sẽ thích một cái khuôn. Và mọi người sẽ thấy là chỉ có cái khuôn nó đẹp thôi. Đúng rồi. Kiểu là vào một công thức á, là da trắng cao và mũi cao rồi mũi mắt cao, to và người ốm gầy. Đúng rồi, make up là phải nhẹ trong veo thì mọi người mới thích. Đúng rồi. Còn những cái người mà hơi nhiều make up, hơi nhiều màu một tí xíu thì họ sẽ cho là ô dề. Rồi nói chung là nhiều cái từ nó cũng kinh khủng khiếp, nó xảy ra lắm, mà trong khi đó mình không làm gì hết. Cứ sẽ trên mạng sẽ hay có những cái câu là trời ơi con này gì mà con hoa hậu, đúng không? Đúng không? Cái câu đó câu rất điển hình mà chị thấy. Câu cửa miệng. Trời ơi con này, mắt con này thấy ghê rồi, ôi đùi to như cục đình. Những cái câu như vậy chị thấy rất là nhiều, mà chị để ý là toàn từ các anh thôi. Không biết em có để ý không, là ví dụ các chị em là cũng có nói đó, nhưng mà các anh là các anh chửi mình nhiều nhất. Giống như kiểu không biết, không hiểu lý do vì sao mà các anh cảm thấy là mình phải lên tiếng về cái khuyết điểm này của con bé này. Chị cũng không hiểu lý do. Bởi vì nhiều khi em nghĩ là làm nghề khó quá, hay là mình đi tẩy trắng đi, hay là mình đi sửa mũi cái đi. Những thật sự cái đó nó rất là dễ. Nhưng mà để mà mình trung thành với cái vẻ ngoài của mình và mình tự tin được ở từ bên sâu bên trong con người mình á, thì nó là cả một quá trình. Mà em nghĩ là đẹp xấu nó không có phải là giới hạn về cái góc nhìn của người ngoài, mà nó phải từ ở bên trong con người mình. Đúng ra rồi. Mình thấy yêu bản thân mình thấy tự tin và mình thấy thoải mái khi mà mình đi đâu. Mình chỉ cần cảm thấy phù hợp. Nhiều khi mình đi sự kiện hoặc là mình đi đến một cái hoạt động nào đó, mình chỉ cần mặc phù hợp và mình thấy tự tin thôi, là đối với em đó là đẹp rồi. Nhưng mà khi mà em nói như vậy thì em mặc đồ tự tin như vậy, em đi sự kiện em tự tin, em cảm thấy em đẹp. Nhưng mà có khi nào em nghe quá nhiều cái bình luận, em đọc quá nhiều và em nghe người này nói, người kia nói, em lên TikTok em đọc comment, thì tự dưng em lại bị hoang mang về cái mắt nhìn của mình không? Có. Đấy thì chị biết mà. Giống như tự nhiên em lên em đọc như vậy và em kiểu ủa sao mình thấy đẹp mà mọi người không thấy đẹp, và có những cái bộ đồ khác mình thấy nó bị ô dề, nó bị làm quá, mọi người lại khen đẹp. Thế là mình lại bị hoang mang là ủa là mắt mình bị sai, hay là sao, là bị mất thẩm mỹ, mình không có thẩm mỹ hay là sao, em có bị như vậy không? Chia sẻ nhiều hơn nữa đó là câu chuyện mà lý do tại sao mà mình cần stylist, những người nổi tiếng. Tại vì không phải lúc nào cái mood của mình nó cũng đúng và nó phù hợp với lại hình ảnh, hình tượng của mình với công chúng. Thì đó là lý do tại sao mà các người nổi tiếng, hoa á hậu cần stylist là vậy. Tại vì không phải cái linh cảm của mình lúc nào cũng đúng. Mình nghĩ nó đẹp nhưng mà thật sự nó không phù hợp với mình hoặc là hình tượng của mình đến lúc đó. Có rất là nhiều, vui quá rồi bận đồ nó cũng hơi bị lố lăng á, thì nhiều khi thì như vậy thì mình cần bạn stylist sẽ giúp cho mình ổn định hơn về mặt hình ảnh. Thì lúc trước em cũng có tự làm vì mình tin tưởng vào cái suy nghĩ của mình quá. Mình tin vào cái ánh mắt nhìn của mình ở trong gương, đúng không? Đúng rồi, nên là nhiều cái phối đồ nó rất là táo bạo và nó đi ra ngoài khuôn khổ của những cái người cái gu ở Việt Nam mà mọi người có thể cảm nhận được, mà bây giờ em nhìn lại em cũng thấy như vậy. Nó quá là táo bạo và nó ấn tượng quá, khác với con người của mình hiện tại bây giờ. Nên là em nghĩ là một thời gian mình sẽ trưởng thành và mình sẽ biết cái nào là tốt cũng giống như là phù hợp với mình. Sẽ biết chọn lọc lại. Đúng, hơn. Mình sẽ chọn lọc nó, gọi là nó phù hợp hơn với mình. Đang nói về stylist thì đây là một cái chủ đề vừa nhạy cảm mà cũng hơi buồn cười đối với chị. Đó chính là gần đây cư dân mạng bảo chị nên đổi stylist rất là nhiều. Và thực ra nó có, em đang nói về stylist là cái người sẽ cân cho mình kiểu nên nói cho mình nên mặc cái gì, một người ngoài nhìn vào nó sẽ được phân minh hơn là cái mắt mình nhìn, đúng không? Thì thực ra là rất là tội nghiệp anh stylist ở cái chỗ này. Đó chính là đôi khi em khi mà mình mặc một cái bộ đồ lên ha, và mình nhìn trong gương, mình đâu có khùng đến mức mà mình nhìn vô trong gương mà mình thấy xấu mà mình mới mặc đi đâu. Nhưng mà cái lúc đó mình nhìn trong gương thì mình thấy ok, nó ổn. Xong rồi mình mặc tới chỗ đó bắt đầu là nhiều cái góc quay, camera, thì khi em biết rồi đó, lên camera là em sẽ lên một vài ký. Đó, và cái bộ đồ khi mà lên một vài ký thì nó sẽ lên trên hình, nó sẽ không như ánh mắt em nhìn ở trong gương nữa. Thì những lần đó là những cái lần mà mình cũng không thể nào mình lên mình giải thích là không, ở ngoài đẹp lắm mọi người. Ở ngoài đẹp lắm chứ không như trên hình đâu. Mọi người phải thấy ở ngoài, thì mình không thể nào lên mình nói như vậy được. Và rất là nhiều người nói chị là nên thay stylist đi. Và nhưng mà chị cũng rất là thương anh stylist ở cái chỗ là đôi khi có những cái bộ đồ đẹp cũng ảnh làm, nhưng mà mọi người không để ý đến nhiều bằng những cái bộ đồ chẳng may nó xấu. Và từ những cái lần đó và mọi người kiểu cứ gán vào là Ngọc Thanh Tâm mặc đồ phèn, Ngọc Thanh Tâm mặc đồ đắp hàng hiệu mà không sang nổi, rồi Ngọc Thanh Tâm kiểu không có gu hay là cái gì đó. Thì là từ những cái lỗi nhỏ như vậy thôi thì họ sẽ khán giả sẽ gọi như là đánh đồng là những bộ khác của mình cũng như vậy. Và khán giả cũng có nói với chị là sao những cái bộ đồ em mặc hàng ngày á, nó đẹp lắm mà sao em đi event là nó su. Nhưng thật ra đôi khi đồ hàng ngày đó là cũng do stylist làm á, mà mình cũng không thể nào nói được, mình cũng không thể nào lên cứ phân trần từng cái comment một. Không biết là em có để ý không, đó chính là mình làm tốt 10 lần, xong rồi tới một cái lần nhỏ thôi mà người ta sẽ, cái chuyện nhỏ đó của em nó sẽ viral coi như là gấp 10 lần 10 câu chuyện kia gộp lại không? Em thấy thì lúc nào cũng vậy. Cái suy nghĩ cũng giống như là những cái đánh giá mà mình phải đối diện với nó. Thì theo em thì mình cứ xem nó là một cái phần nó trong cuộc sống của mình mà mình phải trải qua, và nó cũng là một cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Và cái chuyện mà mặc đồ xấu em cũng đã trải qua rồi. Bây giờ mình nhìn thấy mình xấu thiệt luôn á, công nhận luôn. Nhưng mà nhìn lại thì nó cũng là một cái quá trình mà khi mà mình bận được những cái bộ đồ đẹp á, sau này á thì sẽ được người khác khen. Tức là giống như kiểu nó rất là xui cho mình ở cái chỗ đó chính là mắt mình nhìn ở trong gương, nó khác với khi mà mình được chụp hình hoặc là gọi là những góc quay vội đó. Thì là cũng không thể là giải thích được là tôi bị dìm đó, đúng không? Thì em có bị không? Một cái trường hợp đó là em làm với stylist luôn, là một cái bộ đồ rất là đẹp, đeo trang sức rồi rất là lộng lẫy, make up rồi làm tóc, nhưng mà một cái hình hậu trường giống như mình chưa có up á, thì những cái người trong cái công việc của mình rất là thích để mà up lên để chia sẻ, thì họ lượm một cái xuồng up rất là vội và quên hậu kỳ nó cũng giống như là, nói chung là có cái góc quay từ trên xuống như thế này nè. Thì làm em 1m73, mang đôi guốc đó 13cm, có nghĩa là 1m86. 1m86 mà bạn quay lên còn có 1m50 thôi. 1m50 thôi, đúng, 1m50 chính xác. Làm mà khán giả trên TikTok nói là chỉ có 1m50 thôi á, thì cái đoạn đó được bị so sánh với một bạn celeb khác, thì cũng bận cái váy y chang như vậy luôn, xong là bị so sánh rồi chê là bận xấu rồi này kia, nói chung là nó cũng tùy lắm chị ơi. Rồi cái clip đó up lên xong rồi mình hên quá, hôm đó em có book bạn photo với camera, xong rồi em mới lụm cái hình đó, em edit góc quay rồi này kia, rồi em up lên một cái, xong mọi người vô khen lại bình thường. Thì nói chung là nhiều khi xui thôi, cái xuột đó nó không có nịnh được con mắt của mình, nhưng mà mình biết là hôm đó mình đẹp và mình có được nhiều cái góc máy đẹp khác, thì mình cứ up lên và mình cứ nhẹ nhàng cho nó qua. Đúng rồi, thế là mình càng gọi là giải thích, mình càng cứ reply story, mình cứ reply comment, là cứ càng sẽ có. Tức là khi mà đã muốn nói thì sẽ nói được, có cách để nói. Cũng đang nhắc tới cái chuyện mà so sánh đó. Em có để ý là phụ nữ với nhau rất hay bị so sánh với nhau, phái đẹp với nhau, thường xuyên bị so sánh với nhau. Và cũng có một cái nữa chị cũng thấy rất là kỳ, là ví dụ như bây giờ em với chị chụp hình chung với nhau đi, không ai hỏi ai, không ai hỏi một cái gì, nhưng mà thường sẽ hay comment là trời ơi, mai Ngô ăn đứt Ngọc Thanh Tâm rồi, đúng không? Thường hay có những gì, đúng không? Hoặc là trời ơi, chặt banh, chặt nát, trời ơi, chặt banh Ngọc Thanh Tâm luôn. Gì đó, nói chung là đại khái là cứ hay nói so sánh giữa ngay cả, 1-1 đúng không? 1-1 và ngay cả so sánh mẹ con cũng so sánh luôn. Tức là chị cứ thấy là cứ gái với nhau là cứ họ cứ mặc định là sẽ so sánh thôi, mà trong khi là mình không hề hỏi là dạ mọi người ơi, là mọi người thấy xem là bây giờ hai tụi em ai đẹp hơn, không hề ai hỏi, đúng không? Nhưng mà họ cứ phải là so sánh. Nhưng mà mình đồng thời nhận ra, đúng không? Mình đồng thời nhận ra đó là cái cách mà khi mà người ta nhìn thấy một tấm hình thôi là người ta đưa ra những cái quan điểm như vậy, so sánh. Đúng rồi. Rồi dìm người này xuống để nâng người kia lên. Thì nói chung là nó là cái góc nhìn của số đông hả? Đúng không? Nhưng mình nhiều khi mình cũng có cái suy nghĩ đó, nhiều khi không, mình cũng không muốn là mình phải có suy nghĩ đó, nhưng mà xung quanh mình có nhiều người so sánh quá, nhiều khi mình cũng có cái suy nghĩ đó trong đầu. Thì chị thấy đó cũng là cái điều nghe cũng hơi buồn, nghe khá buồn, bởi vì tự dưng là cái giới tính mình sinh ra, mình đó là cái điều mà đôi khi mình không được lựa chọn, đúng không? Mà mình sinh ra là phái đẹp, mình là phụ nữ, thì tự dưng là mình lại bị mang ra so sánh với những người phụ nữ khác và ngay cả với những người thân trong gia đình của mình. Và chị cảm thấy đó là cái điều chị không biết là đến bao giờ thì cái chuyện đó nó mới được xóa bỏ đi. Khi mà mình bước chân vào cái nghề này thì ít nhiều mình cũng phải chấp nhận, là chị học cách chấp nhận nhiều hơn. Chị học được cách xem, phải nhận biết được là trên người mình có những khuyết điểm gì để mình có thể mặc đồ đẹp hơn. Từ nhỏ đến lớn đâu có ai kiểu như, khi mà mình từ nhỏ mình lớn lên, mình đâu có tự dưng mình cảm thấy mình xấu ở một cái điều nào đó đâu. Chỉ là mình sẽ nghe người này người kia nói và mình sẽ nhận biết là, và tự nhiên khi mà mình biết về cái điểm đó, mình chỉ tập trung hết vào cái điểm đó luôn. Em có công nhận điều đó với chị không? Ví dụ như là trước đây thì mình sẽ tự tin là ok, mình nhìn cũng ổn, mình đi ra đường mình ổn. Mà tới khi mà mình biết được là mình có một cái khuyết điểm đó, là khi mà mình nhìn gương mình luôn thấy khuyết điểm đó. Đúng không? Em có bị như vậy không? Có chứ, tại vì như em chia sẻ ban đầu là cái làn da của mình là cái màu khác. Và nói chung là về cái hình dạng cơ thể cũng giống như những cái nét đẹp mà mình thấy trên người mình á, thì đối với người khác người ta chưa cảm thấy đẹp. Đó là cái lúc em mới bắt đầu làm nghề, nên là em cũng có hoài nghi đó có phải là một cái khuyết điểm về cái ngoại hình của mình không, hay là đó là cái điểm đặc biệt mà mình khác người ta, hoặc là mình đẹp hơn người ta ở điểm đó. Thì nó làm cho em có nhiều cái cảm giác tiêu cực. Và cũng giống như chị á, thời gian đầu thì em chỉ thấy những cái khuyết điểm đó thôi. Chị hiểu. Nhưng mà rồi á, đối với em thì em nghĩ là em khác chị ở một cái, nên là bắt buộc mình phải chấp nhận. Mà em có nghĩ đôi khi một cái điểm gì đó của mình nó hơi khuyết một chút, nó lại thành một cái unique selling point của mình không? Yeah. Ví dụ như là ví dụ cặp lông mày của em. Yeah. Chị có biết á, theo chị biết á, là nó khuyết ở đây là tức là nó không có thôi chứ không phải là nó xấu hay là cái gì nhá. Yeah. Đúng không? Tại vì cái đó cũng là cái điều em rất là public rồi đúng không? Yeah. Thì chị có thấy là có một cái brand về mỹ phẩm mời em đại diện cho cái sản phẩm kẻ lông mày, là bởi vì cái unique selling point của đúng em. Rồi đó là một cái bứt phá luôn. Mời một cái người đại diện nhưng mà người đó lại có một cái khuyết điểm về cái sản phẩm đó, thì đó là một cái bước tiến rất là mạnh mẽ mà em thấy ở thị trường Việt Nam mình đã có được. Và cái đó cũng là một cái niềm tin cho em luôn để em làm nghề tiếp tục. Để cho em thấy là mình nên giữ những cái bản sắc riêng của mình đúng không? Yeah, đúng rồi. Đúng rồi. Và mà nhiều khi á, đôi lúc mình khác nhưng mà nó lại là một cái lợi thế cho mình chẳng hạn. Không có lông mày nhưng mà lại gây được ấn tượng với người khác tại một cái cuộc thi về nhan sắc. Thì đó là một cái gì đó mà em nghĩ là bây giờ Việt Nam mình cũng đã phát triển và đổi mới, và nhiều cái điều sẽ còn mở ra nữa. Mình cứ tích cực lên. Chị nghĩ lý do vì sao mà chị H'Hen Niê gọi là một người chị rất là truyền cảm hứng cho rất nhiều người, là bởi vì chị cảm thấy chị ấy là một người hoa hậu mà nằm ngoài cái khuôn mà trước giờ các hoa hậu có luôn. Đúng rồi. Đúng đó không? Là khi mà H'Hen đăng quang á thì em thấy đây là một cái lựa chọn mà đi ngược lại với rất thú vị. Đi ngược lại với những cái tiêu chuẩn mà hồi xưa đến giờ Miss Universe chọn, và chị thấy đó, khi mà mình nó rất là thành công. Lần đầu tiên mà Việt Nam mình vào top 5 thì đó là một cái gọi là khác biệt, nhưng mà nó khẳng định được cái sự hiệu quả. Đó, cho nên chị thấy là chị nghĩ cái vụ lông mày của em và cái case của chị H'Hen Niê cho mình thấy là khi mà mình tự tin và mình tin vào những cái mà mình có là mình sẽ luôn có khả năng để mình phát huy hết mức có thể cái điều đó của mình, đúng không? Còn nếu mà mình cứ cảm thấy là mình cần phải che cái chỗ đi, làm cho mọi thứ nó hoàn hảo hơn, mà đôi khi chuyện ghép lại mọi thứ nó lại không vào với nhau, thì thực sự là một cái gì đó nó rất là buồn, rất là thất bại, đúng không? Em mất bao lâu để em chấp nhận và cảm thấy là ok, tôi yêu bản thân mình, những gì mà mình có, chỉ là ok bây giờ mình sẽ có những cái gì mà mình luyện tập được thêm, mình cố gắng được thêm thì mình sẽ cố gắng, nhưng mà hiện tại tôi sẽ chấp nhận những cái này, những cái mà tôi có. Thì là em đã học cái điều đó, học cách chấp nhận mình trong bao nhiêu lâu? Chấp nhận cái sự khác biệt về ngoại hình của mình, đúng không? Chấp nhận giống như là ví dụ như bây giờ cái điểm nào trên cơ thể em mà em không hài lòng nhất? Ví dụ điểm không hài lòng nhất hả? Chắc là cái cặp giò. Tại chị biết sao không? Nó cái chân của em á, là hồi xưa học cô Trang cũng đã nói rồi đó, là em có một cái chân nó không có thẳng, không cong cũng không thẳng, nó nằm ở giữa của cái việc thẳng, nên nó rất là hạn chế khi mỗi lần mà em đi thi sắc đẹp. Chị hiểu. Nên là em thất bại nhiều lần, và mình chấp nhận là mình có một cái chân rất là cong. Và em đã phải luyện tập rất là nhiều, tập để có những cái bài cơ, phát triển cơ trong á, để nó có che được cái lỗ đó và nó làm chân mình thẳng lại. Thì là em học bao nhiêu lâu để em chấp nhận là ok, cái chân tôi như vậy nhưng mà tôi sẽ học cách để mà tôi sẽ phát triển cái cơ bên trong gì đó như em nói là thì rất là lâu, rất là lâu nha. Tại vì để mà mình thấy là cái chân nó không đẹp á là một cái quãng đường rất là dài. Tại vì khi mà cô Trang nói như vậy, nhưng mà em đi thi em rớt rồi thì em mới nhận ra là điều cô nói là đúng. Tại sao mà cái chân thẳng nó quan trọng đến một beauty queen như vậy? 3 chậm, 5 chậm, 3 chậm gì đó, 5 chậm. Trời ơi, khó lắm chị ơi. Tại vì là rất là mệt, rất là đau. Và em nhận ra được đó là cái điều mà làm cho mình không thành công. Và em đã phải đi luyện tập cơ trong nè, cái inner knee. Dạ, đau lắm chị, tại vì từ câu mà mình bẻ cho nó thẳng lại á thì nó là cả một quá trình và mất vài năm. Còn chị á, bản thân chị là từ bé đến lớn thì chị không có cái kiểu mà gầy mà ốm ốm mảnh mảnh của các bạn bây giờ ấy, thì là ngay cả khi chị ốm, chị vẫn luôn thấy chị mập. Cho đến tới thời điểm hiện tại chị mập hơn lúc đó. Chị quay lại chị nhìn những tấm hình đó, chị mới kiểu ô không, lúc này mình ốm nè, mình chỉ mong được mình được như bây giờ thôi, như cái lúc đó thôi là mình vui rồi. Nhưng mà mình luôn trong cái trạng thái là mình luôn nghĩ là mình mập. Và chị ăn ít. Đó là mình tuổi teen đây. Tuổi teen là phải ăn uống đầy đủ để mình phát triển. Mà tuổi teen thì mình lại bị không ăn nhiều, ngày ăn có một bữa rồi cho ốm, cho này kia. Nếu mà được quay lại thì chị rất là muốn tâm sự với con bé Tâm thời đó. Và chị muốn được ôm nó vào lòng. Bởi vì chị cảm thấy là chị đầy đọa con bé Tâm lúc đó quá. Chị phải mất đến khoảng gần đây chị bắt đầu mới chấp nhận là ok, mình có thể là mình tròn tròn đó. Nhưng mình chấp nhận là ok mình tròn ở ngay thời điểm này. Và mình sẽ rèn luyện cơ thể, mình sẽ đi tập gym, mình đi cầu lông, mình thể thao. Để chứ mình sẽ có một cái sắc vóc đẹp hơn. Nhưng mà hiện tại chị vui với những gì chị có. Và nhưng mà có một điều như thế này, tức là chị mất rất nhiều thời gian để chị học được cái điều đó. Và nhưng mà những cái lần mà chẳng may mặc đồ xấu nè, hoặc là chị bị chê này chê kia ở trên mạng á, thì nói thiệt là những lần đó lấy đi của chị chắc phải 20% cái sự tự tin của chị. Và nó làm cho chị bị nó như là kiểu mà em cầm cái bánh sinh nhật ra mà ai khoét mất của em miếng á, chị cảm thấy một cái lỗ hổng giống như vậy. Thì lúc đó chị ngăn bản thân chị là không được để cho mọi người ăn hết cái bánh của mình như vậy. Mình phải ngăn lại ngay lúc đó. Thì để ok, bây giờ nó bị hỏng một cái lỗ như vậy, chị sẽ cố gắng chị đi mua cái bánh khác, một cái miếng bánh khác chị lắp vô cái chỗ đó. Chứ chị không được để mọi người khác ăn hết cả cái bánh của chị. Bởi vì là chị đã mất một thời gian rất lâu để chị có thể làm ra cái bánh đó. Chị cũng cảm thấy chị rất may mắn là chị có một cái đầu tỉnh táo và một cái... Chị tự nhận thấy là chị có bản lĩnh để mà chị gọi là không có bị trôi tuột hết cái sự tự tin mà mình đã cố gắng, mà mình đã phải cố gắng học cách yêu bản thân của mình đã bao nhiêu năm rồi. Thì nên là mình phải biết cách chọn lọc. Đôi khi chị có gặp một số những cái bạn gái khác á, chị rất là thương họ ở cái điều này. Chị đi làm phù dâu, khi mà học được cách yêu bản thân rồi, bây giờ cho chị mặc cái gì cũng được, bây giờ chị hở cái miếng này ra, hở miếng tay, hở miếng này ra gì cũng được. Tại vì chị cũng kiểu ok, bây giờ mình chấp nhận là tay mình to, mình kệ, miễn là mình mặc bộ đồ thoải mái là được rồi. Nhưng mà các bạn nha, chị không hề thấy những cái điểm đó của các bạn cho đến khi các bạn chỉ ra cái điều đó. Ví dụ như đi đo đồ kêu cho mình mặc mấy cái váy nào mà cho nó che cái tay được không, cho mình mặc mấy cái váy nào mà cho che cái chân được không, chứ cái vai mình to, cái vai ngang to quá rồi cái chân to quá cho che bớt đi. Mà chị không hề thấy cái điều đó luôn. Mà nhiều khi chị còn thấy là tay họ, chân họ nhỏ hơn chị nữa. Thì chị rất là thương cái điều đó, bởi vì là chị cảm thấy có vẻ như họ bị xem quá nhiều những cái hình ảnh quá đẹp ở trên mạng. Những người up hình trên mạng, ví dụ nói thẳng ra như chị em mình xem biết reel, xem reel nhiều quá là mình sẽ bị gọi là rất là nặng đầu, tại vì ai cũng đẹp. Đúng. Và mình bắt buộc mình phải đẹp được giống như họ, còn không đó là mình sẽ rất là áp lực. Và khi mà mình ra cuộc sống thật á, thì mình lúc nào cũng có suy nghĩ là mình bị áp lực, phải hướng đến như vậy, nhưng mà thật sự ra nó không phù hợp với mình. Đúng. Và chị cũng rất là hay đi nói với những người xung quanh chị là trời ơi, phải gọi là yêu bản thân vô kiểu đẹp, nó đẹp, phải tin là mình gọi như là ốm đẹp, phải tin là mình gọi là đẹp dữ lắm thì mình mới đẹp, mình phải tự tin vô. Nhưng mà đó là cái điều mà bản thân mỗi người phải tự học. Và mình phải tìm được những cái gì mà nó xuất sắc nhất, phù hợp nhất để dành cho mình. Chứ không phải là mình cứ chạy theo trend, như là trend mặc cái này thì mình cứ chạy theo cái đó, thì thực sự nó cũng không phù hợp với mình, đúng không? Đúng. Thì theo em á, thì giống như cái thông điệp mà em đi thi Miss Ren á, là dù bạn là ai, dù bạn có là như thế nào, chỉ cần bạn thấy yêu bản thân mình thì đó là cái điều đúng đắn nhất mà bạn sẽ làm cho mình. Lâu lắm rồi em có bao giờ nghe cái câu mà gì mà mình phải yêu bản thân mình trước thì mình mới biết yêu người khác này không? Ngày xưa nghe là thấy nó sáo rỗng, nghe không có hiểu. Nhưng mà gần đây chị mới thấy là đúng. Tại vì khi mà em cứ ghét bỏ, em phải có nhiều một cái gì đó thì em mới cho đi được, đúng không? Em phải có nhiều cái tình yêu dành cho bản thân mình thì em mới bóc một miếng, em tặng mỗi người một miếng được. Chứ trong em không hề có một cái tình yêu nào dành cho mình thì em không thể cho cái em không có. Đó. Và thêm nữa là khi mình yêu bản thân mình rồi, mình cảm thấy đủ, thì vũ trụ sẽ cho mình nhiều cái hơn. Và nó nghe nó hơi tâm linh một chút xíu, nhưng mà luật hấp dẫn là gì? Luật hấp dẫn đó chính là mình cảm thấy là mình có rồi thì vũ trụ cho mình cái đó. Đó, cho nên là nó thiệt là chị luôn phải fake it till you make it. Yeah, fake it till you make it, đúng á. Đi ra ngoài đường chị cũng cảm giác kiểu ô, mình phải thể hiện như là mình kiểu global star. Trong đầu mình phải định hướng như vậy. Phải định hình là đi ra ngoài đường là global star, cũng phải đó, nói chung là cũng phải thể hiện chút xíu. Rồi phải nghĩ là mình đẹp dữ lắm, hôm nay mình đi event là mình đẹp xuất sắc đó, phải suy nghĩ như vậy để cho mình tự tin hơn, để cho mặt mũi mình nó có thể hiện cái thần thái là mình tự tin. Yeah. Rồi bởi vì khi mà mình thể hiện được cái sự tự tin ra ngoài mặt thì chụp hình nó mới đẹp. Đó, đó là một cái mà chị nghĩ là mình phải học dần qua năm tháng. Chị rất là muốn nói với các bạn nữ đó chính là đôi khi có những cái khuyết điểm em, mình chỉ có mình thấy thôi. Và mình đừng bị quá tập trung vào những cái khuyết điểm đó của mình. Mà thực ra chị cảm thấy cái chữ khuyết điểm nó cũng không có đúng em mà. Bởi vì xấu đẹp là gì? Bây giờ hỏi chứ bây giờ em có thể định nghĩa được xấu là gì và đẹp là gì không? Trời, cái này đã phạm trù rất là rộng luôn á. Đúng không? Nó không còn đơn giản nữa là ê vậy là xấu, ê vậy là đẹp. Tùy gu. Đúng rồi, đối với mỗi người nó là mỗi khác rồi. Có thể là mình thấy họ không được đẹp, nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, người khác lại thấy ok. Tại vì cái gu và cái quan điểm của mỗi người là khác nhau đó. Nên đối với chuyện xấu đẹp của em đi, thì em nghĩ rằng là đúng thời điểm, đúng phù hợp, và nó làm mình tự tin là nó sẽ là đẹp. Còn xấu là xu nha, là xấu là không tự tin, là xu. Cứ mỗi lần mà mặc đồ đẹp cỡ mấy đi chăng nữa, nhưng mà mồ hôi nhễ nhại rồi mình lo lắng, rồi mình kém tự tin á, là cũng không thể nào đẹp được. Là đối với em đó là xu, là xấu. Đó, nên người ta mới nói là gì? Phụ nữ tự tin là phụ nữ đẹp, đúng không? Bởi vì đôi khi chị thấy nha, có một số bạn ấy là như kiểu big size model, hoặc là họ hơi tròn chỉnh chút xíu á, mà khi mà họ tự tin, ôi trời, nhìn họ đẹp vô cùng. Yeah. Đẹp lắm. Hấp dẫn nha chị, rất là hấp dẫn và năng lượng. Hấp dẫn, duyên dáng. Đó, cho nên là đôi khi là chị rất ngưỡng mộ những bạn như vậy, bởi vì chị cảm thấy là họ cho mình được một cái động lực là ok, họ không giống với cái tiêu chuẩn mà mọi người muốn họ phải có, nhưng họ vẫn rất vui. Yeah. Và khi họ vui như vậy, họ rất đẹp. Cho nên chị cảm thấy là mình nên tập trung vào những cái mà mình có nè, mình phát huy những cái mà mình có, và mình phải biết rõ cái giá trị của mình nằm ở đâu, cái giá trị và những cái mà mình có thể mang lại cho xã hội, mang lại cho những người khác là gì, và mình chỉ tập trung vào nó thôi. Thì mình sẽ có thể gọi là đẹp nhất trong cái khuôn khổ của mình đó. Và chị cảm thấy là đến cuối ngày mình làm gì làm, và mình cảm thấy vui với điều mình làm, mình cảm thấy vui với gương mặt của mình đi ngủ ngon là ngủ ngon, cái đúng không? Quan trọng nhất là ngủ ngon, an tâm. Tất cả những bộ đồ mình bận thì nó cũng chỉ là những cái bộ đồ đúng thôi rồi. Và quan trọng nhất là mình cảm thấy như thế nào. Để mà chốt lại á, thì Tâm muốn chia sẻ như thế này thôi, đó chính là Tâm rất mong là các bạn có thể học được cách yêu những cái mà mọi người nói là khuyết điểm. Bởi vì khi mà mình học được cách yêu bản thân mình trọn vẹn như vậy á, thì mình sẽ phát hiện ra được là bản thân mình có những cái rất là hay và mình nên phát triển nó thêm. Và khi như vậy thì mình sẽ sống cái cuộc đời rất là hạnh phúc, rất là tự tin. Mà cái sự tự tin nó thì nó sẽ phản ánh lên trên gương mặt. Mình sẽ hạnh phúc hơn, tối về ngủ ngon hơn, làm cái gì cũng hiệu quả. Đó, cho nên rất là mong là mọi người sẽ tìm được cái giá trị của bản thân mình, để từ đó luôn cảm thấy là bản thân mình là đủ rồi. Dù bạn là ai, dù bạn như thế nào thì just love your body, be yourself. Yes. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official nha. Nhớ là bấm cái chuông để mà khi có những tập podcast mới thì các bạn sẽ có thể được update nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Mai Ngô.